Này, hai token này trị giá khoảng 60 đô à. Đầu tiên các bạn click trên phần link mô tả, mình bấm nút ta chatbot với nó. Các bạn join hai kênh Telegram group rồi ghi lại cái username nó nè các bạn. Nhưng mình là ghi lên cái username rồi các bạn follow theo và tweet là một cái comment, đi tiếp comment là @z này các bạn, copy này nè các bạn. Đi tiếp comment mình lẫn nó. Rồi các bạn vào copy cái đường link tweet lên các bạn. Tweet này nè các bạn, chứ không phải đường link tweet lại các bạn. Rồi. Nó kêu dán là đường link tweet nè. Tweet. Rồi các bạn follow Facebook và like cho nó, rồi vào bộ profile mà copy đường link Facebook của mình gửi cho nó các bạn. Rồi các bạn follow Medium gửi lại đường link Medium. Rồi các bạn follow GitHub. GitHub này các bạn click vào đây, bạn nào chưa có tài khoản đăng ký cái tài khoản nhớ giao mail confirm mail các bạn. Rồi copy đường link nó cũng tự như Medium vậy đó. Rồi các bạn vào subscribe kênh YouTube của nó, gửi lại cái URL YouTube kênh của mình lại. Rồi các bạn điền địa chỉ ERC20. Mỗi một lượt ghép nhận được một token TXTE. Rồi các bạn bấm vào nút wallet. Các bạn gửi địa chỉ với ERC20 qua đây nè các bạn. Rồi. Sau khi các bạn bấm vào nút balance, các bạn sẽ nhận được 2 token TXTE các bạn. Mỗi lượt ghép các bạn lên ghép chia sẻ bạn bè với video kết thúc các bạn. Mình sẽ cho các bạn coi trên trang trader của nó nè các bạn. Phan. Thông tin đó nè. Rồi. Các bạn nhớ giờ Facebook mà like với nó rồi comment nó rồi bình luận nha các bạn. Rồi trang trader nữa nè. Các bạn chờ lót chút nha các bạn. Trên trang trader đó là một cục cần TX sẽ khoảng 30 đô các bạn. Con này mình chưa có biết nó list cái sàn nào các bạn nữa, mà lên của các bạn quét có gì mình làm video thông báo sau cho các bạn như video mình kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.